Quá trời tốt luôn cô hai. Ủa cái này nó chưa có bông hả cô hai? Chưa, nó mới có nụ à. Dạ. Nếu nó có bông thì mà dúng dúng á. Dạ. Ủa cái này là cô chính cô trộn đất gì mà tốt dữ ta? Cô thấy nó trồng có phân dê. À phân dê phân bò nữa hả? Ừ, có vậy. Dạ. Hai đất mình. Dạ. Này chắc cô cũng lên trên mạng cô nghiên cứu cô trồng mới tốt vậy chứ. Không biết làm sao nữa. Dạ. Cô không có đời nào dườn tới. Vậy hả? Ừ, Cô chính cô trồng hả? đây. Cô hai không có trồng hả? Dạ. Cô chính chắc đi dạy hả cô hai? Dạ. Rồi xin chào quý bà con cô bác. Bây giờ là 9 giờ sáng thứ tư ngày 6 tháng 3. À, thì bữa Phúc cũng đã lên một clip rồi á, thì cũng báo cho cô Năm là thầy Nam có giúp đỡ cho gia đình của cô Năm là 45 triệu để sửa lại đổ bê tông cái đường đi với lại làm cái cầu nha cả nhà. Ngày hôm đáng lẽ là ngày hôm qua làm nhưng mà ngày hôm qua thì quận nó chưa có làm kịp tại vì mất phải chuyển mấy cái đồ đạc này kia vô đó cả nhà. Với lại phải chở đá cát này kia vô. Đó, sáng nay thì chính thức là quận nó đã làm rồi nè cả nhà. Để xem coi sáng nay thì quận bắt đầu làm cái gì trước nha cả nhà. Đây. Đó, đường đi vô nè. Đó, đây là cái máy trộn bê tông nè cả nhà. Đây đá nè. Xin chào Dưỡng Nam. Hello. Ủa chưa có ấy cát hay gì Nam? À. Rồi. Ngày mai chắc chuyển cái Ngày mai mới chuyển cát. không? Vậy là hôm qua nay là Dương Nam với lại Giang là Đất. bè cái đường đi phải không? Bè đang nâng cấp lên, khúc này nước ngập lên hăng nha. Dạ. Để đầu gối lật. Cái khúc này là ngập dữ lắm nè. Ừ, hình thức thì Dương mới đắp cao Từ lên. đây cho đến Giang Bắc Hải thấy nó Phòng thấp là thấp ngập chút. ngập rất là nhiều luôn. Ừ. Nên giờ Dương Nam phải đắp này cho nó cao lên bắt đầu mình đổ đá cát lên. Đổ cát nâng cấp lên. Dạ. Nâng cấp lên. Đổ cát nâng cấp lên rồi bắt đầu cái mình mới đổ bê tông ha. Rồi mới đổ bê tông. Rồi rồi. Có thấy ngày mốt của kỳ đổ á. Vậy đó ha. Tám là sớm có qua. Rồi. À, chú Tám có qua chưa? À, có qua rồi. Qua là về hả? À, qua cũng vậy rồi. À dạ. Đâu Rồi. cũng nhiều công chuyện bị ông lãnh nhiều chỗ đó. Dạ, thôi để nó quận đây nó ấy nó Ở cũng được. nhiều quận đó chú Ừ. bị thấy giống đó. Dạ, thôi vậy cũng được rồi. Vậy cao vậy là ngon rồi ha. Thì đổ cát bằng cái mặt này nè. Dạ, bằng xong rồi mới đồ mình đổ bê tông. Đổ đan rồi sau đó dụng dát đất nữa, dụng ốp lên nên ở ngoài ngoài đan một lần nữa. Dạ Vậy à. đó. Rồi rồi rồi. Chắc cú. Vậy là ngon lành rồi ha. Rồi. Rồi. Ok. Để vô đây xem coi mấy ông thợ ông làm gì rồi. Đây sáng có hai ông thợ. Đây chú Quận. Với lại một ông thợ. Chào anh ơi, chào chú đây không biết. Rồi. Anh được hả? Rồi. Xin chào chú Quận. Bé chú Quận. Rồi, sáng nay chú Quận làm gì đây chú Quận? Em ra xác em đổ mấy cái trụ nè, xuống À. Rồi, vậy là mình đổ trụ trước ha. À rồi cái này quy cách giờ mình làm mình sao đi quận cái cầu á giống như giờ là chiều dài là 9 mét nè chiều rộng là 1,2 rồi giờ là em đổ trụ hả đổ trụ đổ mình xốc ở giữa là 2 cây hả đổ 6 trụ ở giữa 2 cây à còn từ hai bên là 2 cây hai bên đây 2 cây à bên kia 2 cây à mình bao xốc ở đây hả mình xốc ở đây à chứ chứ không phải là mình trong đây khỏi hả không trong đây em đào em cũng đổ đổ cái gói cái gói rồi rồi ok hiểu rồi rồi bên làm đổ hai có nghĩa là mình đổ cái cọc trước bắt đầu cái mình vọng xuống bao nhiêu bắt đầu đập đầu mình đổ lên hả hay sao rồi rồi hiểu rồi chưa như sắt rồi nè ừ rồi chưa em không đổ rồi cho xuống rồi xuống hết nhiều có em nghĩa là tới đất thôi rồi mới nói lên mới nói đập đầu nói lên cái bắt đầu cái mình thành lên thẳng luôn ha rồi ok đó sáng nay có hai ông thợ à về bữa nay chắc cũng đổ đổ mấy cái này thôi ha đó. Làm sắt với đổ sáu cây cừ ha đó. À rồi ok cứ thông thả thoải mái làm chứ có gì đâu ừ. Đó, đây quản văn cũng đang đắp đập nè đắp cái đường đi nè nay không có làm ở nhà đắp đường đi hả văn đó phụ này kia ha, cho xong để tranh thủ làm cho xong cho rồi nè đó Dương Nam thì khúc ngoài kia Giang thì dắt đất khúc trong này đó, rồi ok vậy là đúng 1,2 m luôn hả đo chưa đo chưa mới tầm nhìn xa tầm nhìn xa chứ chưa đo chưa chính xác hả rồi ừ Giang đây cũng làm đủ thứ nghề chứ nè làm ghe rồi ha, nấu thạch rồi ui ha, dắt đất ui làm đủ thứ chuyện đó. Đây quay cho cả nhà xem đây
Qua nay thì quăng văng dắt thùng ở đây nè cả nhà. Dắt thùng bắt đầu cái mình tải ra. Bắt đầu cái mình mới kêu xe cắt lắp á cả nhà, mình đổ lên. Đó. Đổ lên này kia rồi đầu mình mới đổ bê tông. Đó. Đây ngôi nhà túp liều lý tưởng của hai chồng quăng văng nè. Đó. Đây. Anh làm đủ thứ gì hết trơn cả nhà, cái gì anh cũng làm được hết trơn á. Vô thăm của năm kìa. Đó, nè, đổ tới đây nè cả nhà. Đổ tới cái thềm ba nè. Đó. Đổ tới thềm ba đây. Trong đây thì ngày xưa thì cũng đổ bê tông rồi, nó từ đây mình đổ ra ngoài kia của anh chị. Không biết cô Năm có nhà không, không biết. Cô Năm có nhà không? Cô Năm đang làm gì đó? Đang làm món ăn. À, nay kho cá biển hay gì? Kho cá biển. À, trời ơi. Cái này là cá bạc má hay gì cô Năm? Cá ngừ. À, cá ngừ. Cá không mà nó không thịt. Kì vậy? Ừ. À. Tiếng không ăn mà ăn mỡ. Ăn cá, ăn mỡ. Ừ. Chứ không ăn thịt hả? Không, không ăn thịt. Ngộ đời vậy. Anh giờ coi tin nói nè. Vậy hả? Còn cái thằng em con bên kia thì nó chỉ ăn thịt thôi. Ừ. Chứ nó không ăn cá. Ăn răng thì ăn thịt, không ăn cá. Ồ vậy luôn. Ngộ đời hả? Ủa. Ăn cá tốt. Dạ. Ngộ ha. Mỗi người ha, khác nhau trơn ha. Ừ vậy á. Dạ. Còn nó ăn cá. Dạ cá, dạ. Cá biển này kia chứ cá nó cũng là. Cá dường cũng là. À. Ừ, nói vậy á. Vậy là hôm nay là làm một món ha. Với xào mới có đó, có bạn đó. À đúng xào, rồi, có bạn của ông quận. Ừ, hai món để vậy. Dạ thôi vậy đơn giản được rồi. Ừ. Đơn giản vậy được rồi. Ừ, tại sớm. Vì mà con ghẻ già chứ đâu có ảnh có con. Thì đúng rồi, ừ. Phải rồi. Thì cái này giống như là mẹ vợ á, ừ. Đãi con ghẻ với lại bạn ừ. Con ghẻ thôi. Ừ. Giờ nó gì tỉnh sai mà. Thì đúng rồi đó, đúng ôi, rồi. Chị chui chưa chắc thì có nhà nấu cho nó. Chính xác rồi, nhiều khi nó ăn cơm tiệm cũng không chừng. Ừ, thôi giờ hả, làm cho con ghế ăn đi cũng được, ừ. Vậy. Không, không được rồi, cơm là từ nay nói với ba Toàn nó đi ăn cơm. Ừ. Làm gì vậy nó ăn. Thì đó. Nó nấu canh thì có gì nấu canh, nấu nấu miếng. Nấu chút đỉnh này kia ăn được rồi, ăn gọn lẹ vậy. Thì được rồi. Rồi, đó đây là cái văn bếp của cô Năm nè cả nhà. Ủa đây là nó hơi nứt hả cô Năm? Ủa? Hư rồi coi. Nó chưa làm lại. À. Lâu đời quá rồi nó hư rồi. Ồ hình như là nó nghiêng bên trong rồi Năm ơi. Thấy không? Thì lò này cha vợ con xong. À nhờ. Vậy hả? Ừ. Cái này chắc phải đổ cái gối dưới này nó hơi nghiêng rồi nè. Nghiêng trong rồi. Dạ. Quan trọng. À, dạ. Đây cái văn bếp của cô Năm nè cả nhà. Đó là nấu củi. Ít cũng có nấu ga nhưng mà ít. Nhưng mà đây nè nó nồi ơi xuông chở của cô Đường Năm nè. Bóng lửa như là mới vậy đó, không bao giờ mà thấy đen nha. Này chắc nhà cô Năm chùi hay Dưỡng Năm? Ổng cũng chùi tháng tươi mà Dưỡng, ổng chùi không tắn mà. À, chùi tới lại. Chùi tới lại đó hả? Ừ. Có luôn nữa hả? Chưa thấy Dưỡng Năm chùi không hả? Ổng chùi ghê Năm, chùi tới lại. Chùi tới lại, chùi quá không vừa ý, chùi tới lại. Dạ, dạ. À, nhưng mà cũng có một cái chùi phải không? Dạ. Chùi chứ không phải mỗi người. Nhưng mà Dưỡng chùi bằng gì, chùi cát hả? À, cát với bù nhùi thôi. À, cát với bù nhùi. Với nước cái chén. À. Mình chùi à. Chùi cái đít là bằng bùa nhồi với cái rồi có nhiều bắt nấu đen cả nào dựng chùi cũng trống phao chưa tại mình có cái chiêu chùi vậy, ừ, vậy kỹ quá rồi kỹ nè bởi vì nào giờ là thấy lúc nào cũng là trắng phiếu được nè ờ đúng rồi nấu quá đâu nấu nấu gì quá ra nấu chịu nổi à tiết kiệm. Ủa? Tiết kiệm xíu tiết kiệm. Với lại củi ở nhà cũng có hay cô Năm hả có thiếu gì củi trời ơi bao la luôn. Cái này cô Năm làm hai món nè, gì cá ngừ kho. Cái này thịt heo nữa, xào đậu bún. Đó, hai món. Dạ. Cơm nhà. Đãi hai ông thợ với sẵn nhạn luôn. Ừ. Đó. Sáng nay thì bắt đầu quận khởi công hả cô Năm ha? Nay đang khởi công. Rồi, chúc mừng cô Dương Năm nha. Chuẩn bị có một cái đường đi với lại một cái cầu rất là khang trang. Rồi, mừng quá. Đó, mừng quá trời luôn. Cảm ơn thầy Nam rất là nhiều thầy ơi. Dạ. Cảm ơn thầy Nam quá. Bữa có gọi cho cô Năm cái cô Năm nói trời ơi giống như là cái gì cô Năm nói cái chết gì đó. Đi sống lại. Giống như chết đi giống lại. Như là ha, sống lại vậy đó ha. Ngàn năm không có vụ mà mần cái cầu chứ đừng nói hôm tới bữa đường đi. Con nghĩ nó trời ơi số tiền vậy 45 triệu vậy rồi chắc cũng nhiều quá chắc thầy chắc không biết có giúp nổi hay không.
Còn con với vợ con suy nghĩ nói trời ơi, nếu mà thầy giúp đỡ được cây cầu thôi cũng mừng. Mừng dữ lắm. Mừng nó từ từ chứ để cây cầu nước lớn nước ngập này kia làm gì nó nổi lên cái năm. Nổi lên phình lên phình đi lạng quạng là té té thấy mồ luôn hả? Ừ. Dạ. Y như cầu nổi hả? Nhưng mà may thay là được thầy Nam ở Mỹ giúp đỡ cho cô Dương Năm là toàn diện luôn đó nha. Đỡ rồi. Bao nhiêu giờ thì thầy diện bữa là dự định là mình mướn thợ này kia về làm. Nhưng mà nó có rắc rối vậy nè cả nhà. Thứ nhất là mình không có máy móc. Đúng. Mình không có máy móc rồi cốt pha các thứ nè. Rồi vận chuyển hả đồ này kia vô, có nghĩa là gia đình mình cũng hơi eo hẹp. Cho nên giờ thôi khoán là hả giờ 45 triệu giờ khoán cho thợ thợ luôn. Khoán cho bên hả quận là bên chú Tám là 45 triệu làm cho nó trọn gói luôn. Giờ thiếu đủ gì cũng vậy chứ. Chứ giờ ví dụ như bây giờ dư á thì mình cũng còn chút đỉnh nhưng mà không biết có chắc là dư hay không. Chắc không dư đâu. Còn nếu mà vơi ra này kia thì cô Năm bù vô mà biết có tiền bù hay không nữa. Năng bệnh trời ơi. Dạ đó. Thôi giờ khoán đại hết 45 triệu giao ha cho thầu thợ này kia làm luôn hả cô Năm ha. Rồi, có rồi. Mận gì đâu, hồi tối ngày có mận gì đâu. Dạ dạ. Ừ. Thì chút xíu để con ra con gửi cho quận trước 20. À, thì còn phần còn lại thì nay mai thì có gì con rồi. Giải quyết luôn ha. Rồi. Dạ dạ dạ. Ừ, đó để con ấy cho. Chi phí đi. Dạ dạ. Thì về cho nó khỏe con Năm ơi, cho dùng gì chọn gói cho khỏe đi cho mình đỡ lo. Bởi lo. Thì đỡ lo nó vậy. Bởi đó. Ừ. Đây thường cô Năm kho là cô Năm ướp trước hả? Cháy rồi mới ướp về mới cháy. Hình như nãy cô Năm thấy ướp hành trước à? Hành ướp này kia rồi mới cháy. Cháy rồi giờ mới ướp nước màu với nước mắm. Sao? À, hành ớt bắt đầu cô Năm cháy. Ừ. Cháy rồi bắt đầu rồi mới bỏ đường muối, đường nước mắm. Ừ. À, nước màu. Nước màu. Rồi mới kho sao đựng cá đựng gà. Rồi bắt đầu cái mình bỏ lên mình kho một cái nữa bắt đầu mình chế nước vô. Chế nước vô. Vô mình kho cho nó kẹo lại là xong. Ừ, vậy xong. Thịt đây cô cũng ướp vậy hả? Ướp vậy á. Cái này là cô ướp cái gì? Đường bột ngọt với miếng bột ngọt. Rồi miếng muối. Ừ. Rồi nước mắm hả? Nước mắm rồi với cái hành ớt với lại hành. Dạ. À, đơn giản vậy. Ừ. Ê, thường như cô xài ớt sừng trâu chứ không có xài ớt hiểm hả? Không. À. Đâu không rồi. Nào giờ thấy xài sừng trâu không à? Mua lần mà thôi. Dữ lắm hả? Mua lần nửa ký. Trời ơi. Ớt lúc này cũng rẻ rồi Năm. Qua hôm kia vợ con mua nửa ký có 10 ngàn hay gì? Cái này nó mua nửa ký 25 ngàn á. À vậy hả? Ớt sừng trâu mắc hơn. 50 ngàn. Rồi bây giờ mình sẽ trở ra. Ồ, đắp luôn hả? Ừ, nó đắp cho nó gọn gàng luôn. Bùn này bùn xanh luôn hả? Xanh đen luôn hả? Đắp cho nó gọn gàng hả? Nay mai có đường đi ngon lành. Trời ơi, ở dưới quê đây là đường đi. Nếu như mà ở ngoài, từ ngoài mà vô trong đây là dân là hùng lại đó cả nhà. Nhà nước không có làm. Nhà nước chỉ làm cái đường lớn thôi. Đường mà đường đi ấp á, thì nhà nước làm. Còn mà ở trong ấp á, là đường nhỏ nhỏ này kia là thứ nhất là vô tới nhà nào thì người dân mình tự xử như cả nhà. Người dân mình tự làm chứ nhà nước không có làm. Làm chỉ làm đường lớn, đường liên ấp, liên xã, liên huyện, liên tỉnh này kia thì mới làm thôi. Đó. Mình khoán cho người ta vậy, khoán cho thầu, tại vì thầu thợ này kia người ta có sẵn mấy cái cốt pha nó dán này này kia, nếu như mà mình nó là mà nếu mình làm á là mình phải tự xử, mình phải tự mua đó, tốn hết mấy triệu bạc đó nha, cho nên là để khoán lại cho ông thầu luôn đó. Thì thứ nhất là ông có máy nè, máy trộn nè, rồi mấy cái thiết bị các thứ này kia, rồi cốt pha này kia nữa đó. Mình khoán vậy thì nó khỏe cho mình, rất là khỏe vậy. Này mình đổ mấy mét quận? Cái trụ á, 3 mét không? 2 mét. 2 mét hả? 2 mét rưỡi hả? Yeah. 2 mét rưỡi hay 2 mét? Sắt em ra 2 mét rưỡi. À. Đổ 2 mét. À đổ 2 mét à. Cái này là em sử dụng 10 hay 12? 12. 12 luôn. À, có nghĩa là trụ 12. Trụ 12. Còn dĩ là mình đổ 10 ha. Dĩ 10. Rồi ok, ngon lành. Nó còn ta dê thì mình sử dụng 6 hả? 6, ừ, 6 được rồi. Ok. Rồi, thôi nè anh ứng cho chú Tám trước 20 rồi. Tổng hết 45 ha. Đó, gần giờ anh ứng trước cho em 20 rồi điểm lại luôn. Rồi, còn như vậy nay mai sau mà cứ anh chuyển khoản hoặc anh gửi tiền mặt luôn ha. Rồi. Ừ, rồi. Điểm lại có đủ không? Coi nhiều khi khoán gì nó khỏe đó nha.
chứ ở nhà nhiều khi nó cũng nhiều khi thiếu đủ, mình không biết đường mò, chứ phải mướn, phải mua cách pha nè, phải mướn máy móc các thứ này kia, nó ui tùm lum nè, máy cắt, máy khoan, máy hàng này kia. Bước trước 20 ha. Rồi rồi, ok. Để cho nó khỏe cả nhà ơi. Cái cầu này mình phải đổ cao hơn đường đi chút xíu nha cả nhà. À, yêu quên nói quận giống như giờ trong đây nhiều khi trời mưa này kia nó đóng rông này kia đó, em lấy sắt ô môi á, em chia chia cho nó gồ ghề quận, xéo xéo vậy nè. Được không? Ờ, lấy sắt ô môi 10 hay là gì đó em chéo 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 vậy cho nó giống như là nó độ nhám mà quận. Được không? Làm được không? Chứ để nhiều khi sợ sợ nó trơn á, nó trơn rồi đường em là thường chạy nhiều nhất á. Ừ, nó rông á nghe. Nó còn nếu mà có máy lăn á thì nó càng tốt. Ừ, còn không có thì mình lấy sắt ô môi mình để chéo 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 vậy nè cho nó có cái độ gồ ghề á. Với cái nữa mình đổ ví dụ như là 2 mét hoặc 3 mét cái bắt đầu cái mình ngăn cái nha. Ờ ừ, đúng rồi. Xả dán phân là em ngăn hết. Đúng 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 rồi, để cho nó sao nè đừng gãy á. Ừ, rồi ok, vậy đó. Cụm khúc á. Đúng rồi, đúng rồi. Nó để nguyên là nó bể hết. Đúng rồi, nó bể, đúng rồi, chính xác. Sau này là đi nó chấn động là nó gãy hết. Rồi, sớm giờ thì Phú cũng chia sẻ hôm nay gia đình của cô Dương Năm bắt đầu khởi công làm cái đường đi với lại cây cầu của anh chị. Đó. Thì một lần nữa cũng xin chân thành cảm ơn thầy Nam rất nhiều. Đã có tấm lòng giúp đỡ cho cô Dương Năm có được một cái đường đi rất là khang trang với lại cái cầu nay mai rất là sạch đẹp, ngon lành của anh chị. Mơ ước của cô Năm hả, bao nhiêu năm nay hả, văn nay cũng gần 39 tuổi rồi hả, cô Dương đâu có khả năng mà làm đâu. Hôm nay là may thay là thầy Nam hả, thấy được cái gia cảnh vậy cho nên là giúp đỡ cho cô Dương Năm có được một cái đường đi cái cầu. Đó, một lần nữa cũng xin chân thầy cảm ơn thầy rất nhiều, con chúc thầy luôn dồi dào sức khỏe ạ. À. Dương Năm là cũng đó, giác đất nè cả nhà, giác đất từ dưới giác lên đây, bắt đầu cái bè này, bè đầu mới đổ cát lên. Rồi xin chào tạm biệt bà con cô bác mình nha, hẹn bà con cô bác mình ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye Dương Năm. Bye bye. Bye bye. Ngày mai gặp lại.